camera MO bị lệch màu. Thì ở đây mình không có cái mẫu red á, nên mình sẽ dùng cái mẫu A22 này để thay thế nha. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng phần mềm là DMSS và con tải về. Và tạo tài khoản này nọ thì bước đó mình sẽ bỏ qua. Sau khi vào trong á, bà con sẽ bấm vào dấu cộng nè. Chọn là tìm kiếm thiết bị trực tuyến. Đây mình dùng cái mẫu AM2 làm mẫu thì chúng ta sẽ chọn vào nè. Sau đó mình sẽ đặt cái tên cho cái thiết bị này và nhập cái mã an toàn ở trên camera vào. Rồi sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ bấm save lại. Rồi còn thấy ha, cái trường hợp bị lệch màu á, chúng ta có thể áp dụng cái cách này để mà tinh chỉnh lại được. Rồi sau khi mà vào xong thì chúng ta sẽ chọn vào bánh răng cài đặt nè, chọn cấu hình từ xa. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn là điều chỉnh hình ảnh, chọn cái bảng màu ở đây, rồi bảng màu phía trên nè. Đó, bây giờ chúng ta ví dụ như thấy ở đây là lạc quá, thì chúng ta thấy bấm dấu cộng lên để tăng màu lên hoặc là giảm lại. Đấy, này nó hơi rực, nó hơi bị đỏ nè, chúng ta có thể bấm cộng lần cái, nó nó sẽ là màu thật hơn hoặc là bên cái bình mật này cũng được và cái tương tự hay là cái nút tròn đã ở đây tăng giảm sáng rồi Thì bà con hãy chọn và tinh chỉnh lại cho nó phù hợp với cái nhu cầu, mục đích sử dụng của chúng ta Nhưng bà con lưu ý nha, cái này á, là chỉ dùng mạng nội bộ thôi nhưng chúng ta phải ở gần camera và kết nối cùng wifi mới sử dụng được Rồi bà con còn cần hỗ trợ thông tin gì nữa thì hãy bình luận ở trong video và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin